này thiện hiện giáp mũ mà đại bồ tát ấy mang đội chẳng thuộc bố thí ba la mật đa vì sao vì bố thí ba la mật đa rốt ráo không có sở hữu vì chẳng phải bồ tát chẳng phải giáp mũ nên nói giáp mũ kia chẳng thuộc bố thí ba la mật đa giáp mũ mà đại bồ tát ấy mang đội chẳng thuộc tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lựng bát nhã ba la mật đa vì sao vì tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa rốt giáo không có sở hữu vì chẳng phải bồ tát chẳng phải giáp mũ nên nói giáp mũ kia chẳng thuộc tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa này thiện hiện giáp mũ mà đại bồ tát ấy mang đội chẳng thuộc pháp không nội vì sao vì pháp không nội rốt giáo không có sở hữu vì chẳng phải bồ tát chẳng phải giáp mũ nên nói giáp mũ kia chẳng thuộc pháp không nội Giáp mũ mà Đại Bồ Tát ấy mang đội chẳng thuộc Pháp không ngoại, Pháp không nội ngoại, Pháp không không, Pháp không lớn, Pháp không thắng nghĩa, Pháp không hữu vi, Pháp không vô vi, Pháp không rốt ráo, Pháp không không biên giới, Pháp không tản mạn, Pháp không không đổi khác, Pháp không bản tánh, Pháp không tự tướng, Pháp không cộng tướng, Pháp không tất cả Pháp, Pháp không chẳng thể nắm bắt được, Pháp không không tánh, Pháp không tự tánh, Pháp không không tánh tự tánh. Vì sao? Vì Pháp không ngoại cho đến Pháp không không tánh tự tánh, rốt giáo không có sở hữu, vì chẳng phải Bồ Tát, chẳng phải giáp mũ, nên nói giáp mũ kia chẳng thuộc Pháp không ngoại cho đến Pháp không không tánh tự tánh. Này thiện hiện giáp mũ mà Đại Bồ Tát ấy mang đội chẳng thuộc chân như. Vì sao? Vì chân như rốt giáo không có sở hữu, vì chẳng phải Bồ Tát, chẳng phải giáp mũ, nên nói giáp mũ kia chẳng thuộc chân như. Giáp mũ mà Đại Bồ Tát ấy mang đội chẳng thuộc Pháp giới, Pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly xanh, định Pháp, trụ Pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Vì sao? Vì Pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, rốt giáo không có sở hữu. Vì chẳng phải Bồ Tát, chẳng phải giáp mũ nên nói giáp mũ kia, chẳng thuộc Pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ. Này thiện hiện giáp mũ mà đại bồ tát ấy mang đội chẳng thuộc bốn niệm trụ. Vì sao? Vì bốn niệm trụ rốt giáo không có sở hữu, vì chẳng phải bồ tát chẳng phải giáp mũ nên nói giáp mũ kia chẳng thuộc bốn niệm trụ. Giáp mũ mà đại bồ tát ấy mang đội chẳng thuộc bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Vì sao? Vì bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo rốt giáo không có sở hữu, vì chẳng phải Bồ Tát chẳng phải Giáp mũ, nên nói Giáp mũ kia chẳng thuộc bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo. Này thiện hiện giác mũ mà Đại Bồ Tát ấy mang đội chẳng thuộc Thánh Đế Khổ. Vì sao? Vì Thánh Đế Khổ rốt giáo không có sở hữu, vì chẳng phải Bồ Tát, chẳng phải giáp mũ nên nói giáp mũ kia chẳng thuộc Thánh Đế Khổ. Giáp mũ mà Đại Bồ Tát ấy mang đội chẳng thuộc Thánh Đế Tập Diệt Đạo. Vì sao? Vì Thánh Đế Tập Diệt Đạo rốt giáo không có sở hữu, vì chẳng phải Bồ Tát, chẳng phải giáp mũ nên nói giáp mũ kia chẳng thuộc Thánh Đế Tập diệt đạm